Kính thưa quý vị và các bạn, tôi lại thích thời gian. Và thời gian này nó làm cho mỗi một người vận dụng khác nhau. Hôm nay tôi có thể sử dụng cái quỹ thời gian 1 tiếng đồng hồ để chơi với con. Cũng có thể sử dụng 1 tiếng đồng hồ này để làm video tặng cho chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi có thể sử dụng 1 tiếng đồng hồ này để kết nối với người này, người kia, người nọ. Đó là thời gian trong cái đời sống thường nhật. Còn bây giờ thời gian trong theo cái quy định của pháp luật thì như thế nào? Chúng ta sẽ có một cái video có tên là Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Các bạn biết rồi, theo cái quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì thời hiệu khởi kiện là một cái thời hạn mà nếu trong trường hợp hết thời hạn đó thì chúng ta không có quyền khởi kiện. Tôi có một cái cô khách hàng nói như vậy quý vị và các bạn. Cô cho người ta vay với số tiền là 400 triệu. Hai bên có xác lập một cái hợp đồng. Tôi cũng nhớ chính xác nữa, nhưng mà thường thì cái hợp đồng đó vào năm 2010. Thì trong hợp đồng đó ghi thời hết cái thời hạn trong vòng 1 tháng thôi. Thì các bên phải hoàn tất cái việc hợp đồng. Mà các bạn biết rồi, thí dụ như bây giờ tính ngày 1 tháng 1 năm 2010 thì đến cái ngày trả nợ, cái ngày hạn cuối cùng á, là ngày 1 tháng 2 năm 2010. Tuy nhiên là thời gian dài lắm, dài đến nỗi mà không, tại vì thực sự ra tất cả đều là cũng là những người thân quen, cũng là bạn bè, cho nên không trả. Mà khi mà cổ đến với tôi thì qua hết thời hiệu rồi. Mà các bạn biết rồi, theo quy định của luật cũ á, thì thời hạn thời hiệu khởi kiện kiện vay tài sản là 2 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Thì bây giờ tôi tính cái hồ sơ của cổ ngày 1 tháng 1 năm 2010 cổ cho người ta vay tới ngày 1 tháng 2. Cái nguyên tắc là người ta phải trả cho cổ và cộng thêm 2 năm nữa. Tức là ngày 1 tháng 2 năm 2012 là hết thời hiệu. Thì khi mà khởi kiện thì tôi cũng đã tư vấn cho cổ là cứ từ từ đi, sẽ như thế nào. Và may mắn rằng là cuối năm đó, tôi cũng không nhớ chính xác là cái quy định của pháp luật của Tòa án Nhân dân tối cao như thế nào. Tuy nhiên thì có một cái hướng dẫn rằng trong trường hợp đối với cái hợp đồng vay tiền, chỉ riêng đối với hợp đồng vay tiền, nếu hết thời hiệu thì chúng ta chỉ được trả lại gốc. Và trên cái cơ sở này giống như là một gọi là nắng hạn gặp mưa rào, thì tôi đã giúp cô khởi kiện để mà xác lập lại thời hiệu. Thì thật thưa quý vị và các bạn, đối với những cái vụ việc mà trước đây các bên đã xác lập hợp đồng vay tiền có một cái lãi suất, tuy nhiên rằng là nếu trong trường hợp cái bị đơn không có khả năng trả thì rõ ràng cái bài toán về lãi suất cũng hơi khó. Cho nên sau khi bản án sơ thẩm thì tuyên trả lại cho nguyên đơn với số tiền đủ như vậy và không có lãi suất. Và tới phúc thẩm thì cũng lại tuyên với con số đó. Tuy nhiên có một điều là cũng rất may mắn là có một cái văn bản hướng dẫn của Tòa án Nhân dân tối cao về việc xác lập lại thời hiệu đối với hợp đồng vay tiền. Và xác lập hợp đồng vay tiền trong trường hợp này, nếu hết thời hiệu các bạn ạ, chỉ có trả vốn gốc và không có trả lãi. Các bạn thấy không? Đó là một trong những cái khó, rất khó mà chúng ta cũng cần phải thay xem cái thời gian như thế nào. Trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, ước mong tất cả quý vị và các bạn đều không phải vướng vấp giống như những trường hợp cái cô khách hàng của tôi. Và thí dụ như trong trường hợp là nếu như trong trường hợp cô quen tôi thì rất là dễ lắm. Em ơi, cái vụ kiện như vậy đó thì giúp như thế, thì việc đó nó cũng không khó. Tại vì thực sự ra là bố tôi với lại chồng cô là bạn bè. Thưa quý vị và các bạn, thời gian theo quy định của pháp luật là một cái gì đó rất là khó khăn, nằm trong cái quy định đó.
nằm trong cái thời hiệu khởi kiện, chúng ta được quyền khởi kiện lên tòa và chúng ta sẽ được quyền được pháp luật bảo vệ. Còn nếu như trong trường hợp hết thời hiệu thì chúng ta sẽ không được khởi kiện lên tòa và sẽ không được, khi nguyên đơn khởi kiện mà sẽ không được chấp nhận thì chắc là buồn lắm đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một lần nữa tôi cũng cảm ơn một số anh chị em đã đưa cho tôi những cái thông tin để tôi lấy đó làm cái nguồn tặng lại cho quý ông bà cô bác và anh chị trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cảm ơn và thật cảm ơn.